Bạn tính để cơ thể đau nhức vậy mà đi ngủ sao? Hãy cùng Morinaga thực hiện 3 động tác giãn cơ siêu đơn giản sau để giúp ngủ ngon hơn nha. Đầu tiên là tư thế em bé, giúp giãn cơ chân, hông và lưng. Đừng quên kết hợp với phương pháp thở tụi mình đã học ở clip trước. Bạn nào chưa xem thì bấm vào link dưới comment nha. Tiếp theo, mình giãn cơ lưng với gối kê và phần lưng dưới. Hãy thả lỏng phần thân trên để lưng được duỗi thẳng. Kết hợp với thở đều và chân xếp bằng. Nhắm mắt lại, nhưng khoan hãy ngủ nha. Hãy cùng mình cảm nhận từng điều phiền muộn được đưa ra ngoài theo nhịp hơi thở. Cuối cùng là kéo giãn cơ cổ và cơ liên sườn. Cùng làm theo mình nha. Vươn người lên cao hết mức và hít vào thật sâu. Giữ hơi thở, kéo căng cánh tay sang hai bên rồi thở ra. Bạn nào ngồi làm việc 8 tiếng một ngày như mình thì nên kéo giãn cơ cổ thường xuyên để đỡ nhức mỏi nha. Với 3 động tác này, bạn sẽ có một giấc ngủ ngon vì cơ thể đã được hoàn toàn thả lỏng. Bạn nào thử rồi thì nhớ chia sẻ kết quả với Morinaga nha. Còn bây giờ thì bye bye!